dự án khu công nghiệp Trấn Hưng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch thuộc danh mục nhà nước thu hồi đất để phát triển khu công nghiệp, đã được triển khai 16 năm nhưng chưa xong. Phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đã được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, có lợi nhất cho người dân. Nhà đầu tư là công ty cổ phần tập đoàn FLC mong muốn triển khai dự án đã hỗ trợ thêm an sinh xã hội cho nhân dân thêm 7 triệu đồng trên sào, hỗ trợ 2 triệu đồng trên mét vuông đất dịch vụ, từ 4 triệu lên 6 triệu đồng trên mét vuông cho nhân dân thuộc diện thu hồi đất tại khu công nghiệp, với tổng kinh phí hỗ trợ lên đến gần 40 tỷ đồng. Đây là ưu đãi vượt trội so với giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh. Đến nay, đã có 607 hộ trên 662 hộ đã nhận đầy đủ tiền bồi thường giải phóng mặt bằng, bàn giao đất cho nhà nước. Hiện còn 29 hộ chưa nhận đất dịch vụ bằng tiền hoặc bằng đất. Đối với những hộ dân đã nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng giai đoạn 2004-2006, nay chỉ được nhận chính sách đất dịch vụ, nhận bằng đất hoặc nhận bằng tiền của tỉnh Vĩnh Phúc. Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Tường sẽ không bố trí trả lại đất nông nghiệp mà các hộ dân đã lấy tiền bồi thường giải phóng mặt bằng. Sẽ không có việc các hộ nhận tiền sau được bồi thường hỗ trợ cao hơn các khoản mà người dân đã được nhận. Những hộ dân tiếp tục gieo cấy và làm hoa màu sẽ không được bồi thường, không được hỗ trợ thêm. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân huyện đang đề xuất với tỉnh và chuẩn bị phương án tiến hành tổ chức bảo vệ thi công trong tháng 7 năm 2018 theo quy định của pháp luật. Sau khi bảo vệ thi công, các hộ dân còn lại sẽ không được nhận tiền hỗ trợ thêm về an sinh xã hội 7 triệu đồng trên sào, không được hỗ trợ 2 triệu đồng trên mét vuông đất dịch vụ của nhà đầu tư.